ngày 28 tháng 5 tại Quảng Ninh, Tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2023, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chương trình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên và người lao động trong tập đoàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ môi trường của Luật Môi trường sửa đổi năm 2020 và các quy định về công tác bảo vệ môi trường của các địa phương, tích cực đăng ký đảm nhận các mô hình, công trình, phần việc thanh niên, thu gom, phân loại, xử lý rác nhựa, rác thải sinh hoạt, rác thải trong sản xuất, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tại các khu vực bãi thải mỏ, khuôn viên nhà xưởng, văn phòng làm việc, duy trì hiệu quả các trạm xử lý nước thải, mô hình đường lò sạch, tuyến đường thanh niên tham gia quản lý, qua đó góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng sáng hơn, xanh hơn và sạch hơn. Mỗi một năm thì chúng tôi trồng khoảng và chăm sóc trực tiếp khoảng 200.000 cây xanh các loại. Như năm 2022 thì toàn đoàn thì có 400 lượt ra quân vệ sinh môi trường tại các khuôn viên, văn phòng, nhà xưởng, khai trường sản xuất và hàng trăm mô hình thanh niên tham gia quản lý để trong công tác bảo vệ môi trường để thực hiện cái mục tiêu đưa công viên vào trong mỏ nhà máy. Chúng tôi ngày hôm nay đã tổ chức ra quân trong toàn tập đoàn với 66 cơ sở và trên 2.200 đoàn viên thanh niên là ra quân trong ngày Chủ nhật xanh. Để thực hiện được tiêu chí sáng xanh sạch, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công viên trong nhà máy, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển Than Cửa Ông luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm nay, nhận được sự tham gia tích cực của các bạn đoàn viên thanh niên trong công ty. Hoạt động ra quân ngày hôm nay có huy động 60 đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn tham gia dọn dẹp vệ sinh dọc đường bao biển nội bộ phân xưởng. Hoạt động này thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên hướng Ngày Môi trường Thế giới. Giờ đây, những tuyến đường chạy dọc mặt bằng công ty đều được trải nhựa, đổ bê tông sạch đẹp, lắp điện chiếu sáng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát, hoa nở khắp khuôn viên công ty là niềm tự hào của mỗi bạn trẻ. Cá nhân tôi là một đoàn viên thanh niên thì vô cùng là cảm thấy là may mắn và tự hào khi vẫn còn là tuổi trẻ, vẫn còn trong cái độ tuổi của đoàn để có thể có được cái cơ hội đứng trong ngày hôm nay, có thể là đóng góp một cái phần nhỏ của mình vào cái công tác bảo vệ môi trường của đơn vị cũng như của tập đoàn ạ. Trong khuôn khổ lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Theo đó, đoàn viên thanh niên của tập đoàn sẽ tập trung triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện tại chỗ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng khối thi đua và đặc thù của từng đơn vị. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay thì chúng tôi đặt ra một số những mục tiêu chính. Thứ nhất là đặt ra là 100 công trình thanh niên. Ở đây thì tập trung chủ yếu vào các công trình thanh niên liên quan đến sản xuất, công tác an toàn vệ sinh lao động. Cái thứ hai là 80 mô hình thanh niên tham gia quản lý trên cơ sở là rà soát các cái khai trường sản xuất để tham gia quản lý về công tác môi trường. Cái thứ ba là mục tiêu rà soát các cái đoàn viên thanh niên công nhân có điều kiện khó khăn để chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ kèm cặp công nhân lao động mới vào làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than Việt Nam. Và một nội dung rất quan trọng nữa đó là liên quan đến hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thì chúng tôi có 5 chương trình phối hợp với lại các đoàn, các địa phương để làm công tác an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến thăm tặng quà động viên mô hình thanh niên tiêu biểu, tổ vận hành nhà máy lọc ép than bùn do Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển Than Cửa Ông TKV đảm nhận và dâng hương tại tượng đài liệt sĩ Ngô Huy Tăng, người đồng chí, người cộng sản trẻ tuổi, được chi bộ ra nhiệm vụ treo lá cờ đỏ Búa Liềm để chào mừng cách mạng tháng 10 Nga vào đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 11 năm 1929 trên cầu trục Phóc Tích số 1 tại bến cảng Cửa Ông.